mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh ra khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn. Đây là người ta yêu dấu. Ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to. Chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, người chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người." Suy niệm. Chúa Giêsu đến để rao giảng sự công chính và chữa lành bệnh tật con người. Những người biệt phái không chấp nhận Chúa và họ âm mưu hãm hại Ngài. Khi biết được ý định của họ, Đức Giêsu đã tìm cách để lánh đi nơi khác. Ngài cũng cấm không cho những kẻ theo mình tiết lộ điều gì liên quan đến Ngài, vì giờ của Ngài chưa tới. Tin mừng giới thiệu Đức Giêsu như người tôi trung trong Cựu Ước, hiền lành và khiêm nhường, không cãi vã, không la lối. Ngài không bẻ gãy cây gậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Chúng ta được mời gọi hãy sống yêu thương, nhân từ và kiên nhẫn, không vì ghen tị trước thành công của người khác, luôn sẵn lòng vì lợi ích của người khác. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trái tim của Chúa, để con luôn biết yêu thương anh em con, không giận hờn, ghen ghét. Xin Chúa làm cho con mỗi ngày nên giống Chúa. Amen.